việc ông Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử đã được dự đoán từ lâu. Đối với Đảng Dân Chủ, ông Biden là sự lựa chọn tốt nhất để thúc đẩy các dự luật tiến bộ trong nước. Tuy nhiên, theo khảo sát của NBC News, chỉ có 26% người Mỹ nói ông Biden nên tái tranh cử, trong khi 70% nói không. Tuổi tác là yếu tố ảnh hưởng nặng nề lên cảm giác tiêu cực về chiến dịch tranh cử của ông Biden. Một số ý kiến cho rằng ông đã quá già để đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cho tới năm 86 tuổi. Cũng có nhiều lo ngại về khả năng để lộ sự mệt mỏi với lịch trình dày đặc trong chiến dịch vận động tranh cử sắp tới. Ngoài ra, nếu tái đắc cử nhiệm kỳ sắp tới, ông Biden cũng phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế đã xảy ra trong nhiệm kỳ của mình. Nhiều dự đoán cho rằng vào năm 2024 thất nghiệp sẽ gia tăng do tăng trưởng chậm, lãi suất cao và lạm phát có thể lơ lửng trên mức trước đại dịch. Tình thế sẽ chỉ có lợi cho ông Biden nếu ở trận chung kết ông gặp lại đối thủ cũ Trump của Đảng Cộng Hòa. Việc ông Trump xuất hiện trong màn đấu tay đôi có thể khiến cử tri nhớ lại lý do họ đã bầu cho ông Biden. Nhưng một rủi ro khác là với những khó khăn kinh tế và một nhiệm kỳ khá mờ nhạt cho đến nay, chung kết 2024 không còn là sự lựa chọn giữa một ứng viên bình thường và một ứng viên bị ghét như ông Trump. Thay vào đó, kịch bản sẽ giống năm 2016 mà ông Trump đã từng thắng bà Hillary Clinton, sự lựa chọn giữa hai người cùng bị ghét.